Derby Việt trên đất Pháp, đây là điều tất cả những khán giả Việt Nam đang chờ đợi trong trận đấu vòng 5 giữa câu lạc bộ Quevilly-Rouen và Pau FC. Thậm chí đây còn là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để đội khách có thể tìm kiếm chiến thắng đầu tay. So với Pau FC, Quevilly-Rouen cũng chỉ là một đối thủ được đánh giá có trình độ tương đương. Thậm chí ở mùa giải trước, đoàn quân huấn luyện viên Tolo còn có được chiến thắng ngay trên sân của đối thủ. Đó sẽ là động lực rất lớn để Pau FC có thể tìm lại sự tự tin, nhất là trong thời điểm mọi thứ đang thực sự tồi tệ với đội bóng này. Nhưng điều các khán giả mong chờ nhất là màn đối đầu giữa Quang Vinh và Quang Hải lại chưa thể xảy ra. Dù được đăng ký trong danh sách thi đấu trận đấu này, nhưng Quang Hải tiếp tục phải ngồi dự bị. Huấn luyện viên Tolo bố trí sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc và người đá thay Hải không ai khác ngoài tiền vệ Eddie Sinves. Có lẽ trong những buổi tập vừa qua, Sinves đã có màn thể hiện ấn tượng hơn số 19. Hoặc cũng có thể Quang Hải chưa tìm được tiếng nói chung trong những pha phối hợp với các đồng đội, nên anh tiếp tục phải ngồi quan sát ở trận đấu này. Dẫu sao thì đội hình của Pau FC vẫn được đánh giá là tối ưu nhất ở thời điểm hiện tại. Chỉ có điểm lăn tăn nhất nằm ở vị trí thay thế cho đội trưởng Kouassi, người bị đứt dây chằng và sẽ phải ngồi ngoài 6 tháng. Pau FC tỏ ra quyết tâm trước khi trận đấu này diễn ra. Huấn luyện viên Tolo đã lên dây cót tinh thần cho cả đội rằng họ phải vượt qua nghịch cảnh bằng những giải pháp. Tuy nhiên, theo dõi những gì Pau FC đã thể hiện ở trận đấu vòng 5, quả thực những gì vị chiến lược gia người Pháp truyền đạt lại cho các học trò chẳng khác nào nước đổ lá khoai. Pau FC vẫn chật choạc như vậy, vẫn không tìm ra một lối chơi đồng nhất và vẫn để bắt bóng một cách đầy ngớ ngẩn. 45 phút đầu tiên của hiệp 1 chứng kiến rất nhiều những tình huống như vậy. Chẳng ai ngờ một trong những tiền vệ tốt nhất của Pau FC, người có kỹ thuật cá nhân và khả năng xử lý trái bóng mềm mại như Steve Bonda lại để mất bóng trong tình huống này. Tiền vệ số 21 liên tục ra dấu rằng đối thủ đã phạm lỗi nhưng trọng tài thì nói không. Đúng thật, trong tình huống này, chỉ có khả năng dứt điểm yếu kém của tiền vệ JBL mới cứu cho Pau FC một bàn thua. Trong một tình huống đối mặt như vậy, lẽ ra số 12 của đội chủ nhà cần phải đưa bóng vào lưới thay vì khiến nó nằm gọn trong tay của thủ thành Oliero. Thủ môn số 1 của Pau FC vẫn tiếp tục phải hoạt động rất vất vả vì lối chơi thiếu ý tưởng của các đồng đội. Bạn hãy hình dung ra những diễn biến trên sân như thế này. Kevili chiếm ưu thế về quyền kiểm soát bóng, luôn tạo ra những tình huống nguy hiểm, trong khi Pau FC chỉ dựa vào những tình huống lên bóng nhỏ lẻ từ nhạc trưởng số 21. Tuy nhiên, những đường phối hợp của họ chỉ từ 2 đến 3 mét đã bị đứt gãy dễ dàng. Chất lượng trong những pha bóng tấn công là điều người ta phải nói mãi về Pau FC ở 4 vòng đấu đầu tiên. Sang đến vòng đấu thứ 5 và chỉ phải gặp một đội bóng vừa tầm hơn, mọi chuyện vẫn chưa thay đổi. Thậm chí đến như tình huống này, lẽ ra nó phải là một bàn thắng cho Pau FC. Huấn luyện viên Tolo đã rất có ý đồ khi đôn hậu vệ cánh Abdi lên đá ở vị trí tiền vệ. Tốc độ của cầu thủ số 2 vượt qua được sự truy cản của hàng phòng ngự Kevili trước khi đưa bóng rất thuận lợi và vừa tầm cho Jack Bolley. Kết quả của tình huống ấy thế nào, bạn cũng đã thấy trên màn hình rồi. Trong những thế trận bế tắc và thiếu ý tưởng như vậy, chắc chắn chúng ta đều kỳ vọng vào sự xuất hiện của Quang Hải. Dù chưa thực sự hòa nhập tốt với các đồng đội, nhưng với đẳng cấp của mình, tiền vệ sinh năm 1997 vẫn tạo ra những tình huống đột biến nhờ tư duy chơi bóng khác biệt so với phần còn lại. Tuy nhiên, huấn luyện viên Tolo lại tin dùng một cầu thủ khác với đẳng cấp đã được khẳng định. Angri Saivet được tung vào sân để thay thế cho Abdi ngay đầu hiệp 2. Tuy nhiên, cựu cầu thủ của Newcastle không thi đấu bên hành lang cánh. Anh được bố trí đá như một hộ công, hoạt động phía sau tiền đạo để tăng tính sát thương cho một hàng tấn công vốn đã vô hại từ hiệp 1. Đúng là sự khác biệt đã được Angri Saivet tạo ra. Chính anh là người có tình huống đi bóng để khiến đối thủ phải phạm lỗi. Khi mà Pau FC không thể tìm ra đường vào khung thành từ những tình huống bóng sống, thì bóng chết được coi như giải pháp tốt nhất để họ làm được điều này. Cú đá phạt của Evans tạo ra một quỹ đạo và đường cong hoàn hảo để tìm đến Angri Saivet. Số 20 của đội khách lẻn xuống phá bẫy việt vị và trong tư thế không bị ai kèm, chắc chắn Saivet sẽ không từ chối món quà từ người đồng đội. Trong một diễn biến rất bất ngờ, Pau FC đã vươn lên dẫn trước đối thủ. Lần đầu tiên ở mùa giải năm nay, đội bóng từ miền Nam nước Pháp mới được tận hưởng niềm vui đó. Bàn thắng của Saivet mở ra cơ hội có được chiến thắng đầu tiên của mùa giải, dù cho nó được ghi khi đồng hồ mới chỉ điểm đến phút 50 của hiệp 2. Trong khoảnh khắc đó, có lẽ Quang Hải cũng có đôi chút bất an ở cá nhân mình. Lẽ ra nếu xuất hiện trên sân, anh sẽ là người thực hiện những tình huống cố định cho đội bóng. Nhưng những thành phần cấu tạo nên pha lập công đó đều ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội tạo ra dấu ấn của Quang Hải. Người thực hiện quả phạt là một cầu thủ chân trái, còn người ghi bàn đang đá đúng vị trí mà Hải còn từng được thi đấu. Không sao cả, vì nếu bàn thắng đó giúp Pau FC giành được chiến thắng, mọi thứ sẽ sáng sủa hơn với chính tiền vệ của đội tuyển Việt Nam cũng như toàn đội. Chỉ có điều đội bóng của anh vẫn gặp phải căn bệnh nani mang tên mắc sai lầm. Nó kéo dài từ trận này qua trận khác, từ cầu thủ này sang cầu thủ khác
và một khi sai lầm xảy ra, UFC chỉ còn biết phải vào lưới nhặt bóng. Hãy quan sát thật kỹ tình huống này để thấy không chỉ mà một tới hai chốt chặn của UFC đã biếu cho đối thủ một bàn thắng. Người đầu tiên là trung vệ Ruiz với pha bóng chọn điểm rơi không chính xác và không thể thực hiện tình huống cản phá. Nhưng lỗi lớn nhất thuộc về Kouassi vì một tình huống đơn giản như vậy, lẽ ra trung vệ số 4 có thể giải quyết nó gọn gàng nhất. Kouassi có hai lựa chọn, đánh đầu về cho thủ thành Oliero hoặc phá quả bóng phật thật mạnh lên phía trên. Anh chọn giải pháp thứ 3, lóng ngóng không chế bóng trước khi bị Soumaré ập vào cướp được. Khung thành đã rộng mở và cầu thủ mang áo số 45 của KVD không từ chối món quà này. Bàn thua ấy đến với một kịch bản quá quen thuộc, nhưng chúng ta có quyền được hy vọng. Đây là thời điểm UFC cần phải tấn công và người thực hiện nhiệm vụ đó không ai thích hợp hơn Quang Hải. Như đọc được suy nghĩ của các khán giả Việt, tiền vệ số 19 được huấn luyện viên Tolo tung vào sân với nhiệm vụ tạo ra sự đột biến nào đó trong khoảng 20 phút cuối trận. Nhưng khi tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam còn chưa kịp nóng máy, chuyện tệ nhất đã xảy ra. Bàn thắng thứ hai đã đến và nó được cấu thành bởi hai dòng máu Việt Nam từ hai đầu chiến tuyến. Chúng ta đã nhắc rất nhiều về màn đối đầu giữa Quang Vinh và Quang Hải, nhưng ở trận đấu này chỉ có một người đã lên tiếng đúng lúc. Số 24 của Kevin Lee trong một tình huống xuống biên đã thực hiện nỗ lực tuyệt vời để tràn ngược quả bóng ra tuyến hai, nơi Gustavo Sangare đang đợi sẵn. Trong một tư thế chống trải, cầu thủ vào sân thay người bên phía đội chủ nhà đã trở thành người hùng với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Quang Hải cũng góp một phần để tạo ra bàn thắng này. Trong một tình huống cần sự quyết liệt, có vẻ như số 19 đã bị phân tâm và để đối thủ thoải mái băng lên để bóng. Đó là bài học mà chúng ta đã nhắc rất nhiều với những cầu thủ Việt Nam khi ra nước ngoài thi đấu. Họ phải tham gia vào những tình huống phòng ngự và đóng góp vào mặt trận này. Hãy nhìn phản ứng của Henry Saivet để thấy điều đó, vì rõ ràng tiền vệ ngôi sao bên phía POFC không hài lòng vì sự thiếu nhiệt tình trong pha hỗ trợ phòng ngự của người đồng đội. Nhưng Henry Saivet sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ khi chính anh là người đã bỏ lỡ một cơ hội 10-10 để ghi bàn gỡ hòa trong những phút cuối. Đó là một pha phạt góc rất chất lượng của Quang Hải. Nó tạo cơ hội để một cầu thủ POFC lao vào đệm bóng trước khi tìm đến Henry Saivet trong một tư thế chống trải nhất. Lẽ ra tiền vệ người Senegal phải đệm bóng vào lưới từ một khoảng cách gần đến như vậy, và lẽ ra Quang Hải đã có đường kiến tạo đầu tiên tại Ligue 1. Cơ hội cuối cùng đã bị POFC bỏ lỡ như vậy, khép lại một ngày thi đấu đầy thất vọng với tập thể đội bóng. Còn với Quang Hải, đây cũng là trận đấu nữa anh chơi mờ nhạt. 20 phút có mặt trên sân, Hải chỉ có 78 lần chạm bóng và vỏn vẹn 3 đường chuyền. Sự lạc lõng đang dần được lộ ra, đặc biệt là ở hình ảnh này. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Quang Hải đứng một mình trên sân, thẫn thờ và tiếc nuối. Giá mà Henry Saivet ghi bàn ở những phút cuối, giá mà anh có nhiều thời gian hơn để thể hiện mình. 5 trận đấu đã qua và không có nổi một chiến thắng nào, khủng hoảng đang thực sự bủa vây với POFC. Còn với Quang Hải, vị trí chính thức của anh cũng trở thành một mối lo, nhất là khi ở hành trình tiếp theo, POFC sẽ phải đụng độ với những đội bóng lớn tại Ligue 1.